bán cái ôi 7 triệu thôi. Ở đâu? Ở đây. Vừa nãy á? Đèn này. Anh đấy. Không có ảnh không? Xem đi. Cô không. Ui, sướng thế à? Sao vừa nãy em ra không thấy nhỉ? Vừa nãy không thấy ấy. Không, vừa nãy em lượt qua đây không thấy. Ôi giời ơi. À thì vừa em mới ra như vậy thì bán rồi. Dạ. Chồm. Bò. Bò. Ồ. Nhưng mà thấp à? Có cái bạn này. Chậu trước kìa. Chậu bầu rộng. Đấy là tập trung rồi. Tập trung rồi. 2,2 người bên. À đi. Nhanh thế. Ủa ta à? Con này bao nhiêu? Con này 7 đồng. 7 đồng à? À cho lên đá nhỉ. 7 đồng. Thế không xe nó nổi tiếp hết. Thì ông kêu xe ôm không phải anh. Nhưng bán còn đâu nữa. Thế bảo là có còn mà xem sướng. Ôi ta à? Đúng không? Ta này già lắm rồi. Tay dáng gì? Có bán là bán dáng cái kiểu ra bên này. Kiểu như là chuông của 5 rưỡi luôn. Môi tròn. Một thân à? Không rồi mấy dáng long lắm. Ừ. Đấy là nghệ thuật đấy. Thế của họ thì ngay anh. Hai mươi năm ở công văn số đi. Biết anh à? Đang thích ổi về khu vực xem mà tiếc rồi ra này. Giống nhau rồi. Nó bây giờ là đây về bán. Ừ, em cũng ra cũng sớm đấy nhưng mà không để ý chắc. Để trong này à? Không, để đây. Con này của anh. Để ra đầu kia trước. Con này. Vừa bắt nó xem cái ổi, vừa nó cái ổi. Bán 7 triệu. Của ai chứ? Của cái này cũng 7 đồng. 8 đồng. Trở về vẫn rồi à? Trở về vẫn rồi. Nghe chán. Ông bây giờ về đi chợ phải đi sớm. Muốn mua cây đẹp phải đi sớm. Cục này bao tiền anh? 8 trăm. Năm đi à? Non quá nhỉ, mới. 300 hả anh? Mới. Mới quá, cái sẹo này, sẹo kia mệt quá. Từ lúc nghe tả cái ổi là chả muốn mua cái gì nhỉ. Thích ổi. Điền này. Sưa đỏ. Cái này của Minh à bác? Sưa đỏ. Có biết cây này bao nhiêu không anh?
Cái này bao nhiêu anh? 1.200.000. Chưa đỏ. Chưa đỏ. Vừa bay với con sư đỏ, bây giờ muốn con sư đỏ vào thì cũng vui, mà thằng này đang không mê, đang mê cái dòng khác. Này khá nghệ thuật đấy, khá là nghệ thuật. Cho vào cái ăn dài, dài này, buông cái này xuống, buông cái tay rơi này xuống, tay rơi buông sâu xuống. Lấy kể cả lấy cũng được, hợp lý rồi, khô quá. Khô quá. Ba làng. Ba lông. Này vừa nãy bảo 7 đồng hay 8 đồng. Con này á? Vâng. 7-8 triệu cơ. Chả có gì đúng không? Chả có gì. Cao ngỏng có nghèo. Bảy tám đồng hay sao mà. Kinh lắm. Những cái chút vì mặt người khách mà họ phán thôi. Con giá cũng là hán. Chỗ này thì mình quay nó cũng giá nó không thiết thực lắm, nên là cũng không hỏi nhiều. Ra chỗ Trung Dâu xem cái gì hay. Tiếc mỗi cái cây ổi và 7 triệu bán sáng nay không nhìn thấy. Tiếc mấy cây của anh Trung Dâu. Mấy cây của anh Trung Dâu. Cây túc này thì hôm trước quay rồi, phiên trước quay rồi giá nó bị cây này cái gì đá búp đỏ, đá búp đỏ mới hôm hôm giống đá ong lắm nhỉ, hôm đá ong, đá búp đỏ ôm đá ong cao quá, cứ lòng lòng không thích ôm đá kiểu cao này, cứ thích ngắn này. Bây giờ bởi vì cây thực tế nó là cái cây mini mà cho vào đây nó chỉnh ảnh quá. Đấy là phong cách của mình, không thích thế. Chứ bây giờ cũng có những người lại họ lại thích cái dáng này. Chịu. Để đây rất nhiều. Cắt giật đi. Trả bấy bao tiền, nhưng mà đang ngồi xuống nước trong kia thì trả hỏi, trả tiền hỏi. Bán đá là cũng chim đấy. Dưới này mấy là quái này, một cái thân trực này. thân trực lên này đấy, lại có cái rễ buông ở bên kia, bàn tay như bàn tay xòe ra này, rất là quái lạ. Như tôi không thích rồi, nhưng mà cảm giác nó rất là lạ, rất lạ. Đoạn thần rất thẳng, trắng, xóa. Ngày xưa là cái khẩu này là nghi là cái khẩu này là dễ này. Đoạn trực này là dễ này. Xong rồi bắt đầu đất từ đây mới lên, đất từ đây có thể là như vậy. Đấy thì nó mới có cái dễ này. Cái dễ này
tức là tất cả cái phần này là người xương ngập dưới đất thì ở cái mặt này thôi. Cái cây này đúng là cái cây tốt tốt không? Đúng rồi. Đúng cái tốt lá nhỏ nhỏ đúng không? Đúng rồi. Cái chộp thì nó tròn hơn đúng không? Thực ra nó hai cái đấy là gần như là một đấy. Là một đấy. Nhìn thấy cái lá. Cây này là nó bám đá nên nó bé thế lại thôi. Bám đá nó bé à? Như nếu mà trồng đất thì nó mỡ lắm. Mình hỏi là túc khác hay là chộp khác? Có vùng thì gọi khác nhau, có vùng thì nó nói chung là nó là một cây thôi. Nghĩa là nó là một cây. Vâng, vâng. Túc với chộp là như nhau. Vâng. Mình cứ cãi mà là với nhà biết là túc với chộp. Vâng. Cây cũng được đấy nhỉ. Vâng. Bám đá lâu rồi. Không mai. À đây là tùng tuyết, tuyết tùng già. Tùng tuyết nhìn rất nghệ thuật đấy. Tùng tuyết thì cảm giác nó rất là thiên nhiên, rất là cổ, nó rất là già. Lộc vương trả hết bao tiền tôi hôm nay lướt vòng té thôi, giảm nó cũng vắng. Canh châu này thì khó chơi quá, làng nhàng quá. Khi là xem một tí để lướt một khi làm thôi thôi. Bác Trung Thu vui vẻ nha. Còn hẹn là phía sau nó sẽ đông vui hơn các bác nha. Phía sau sẽ đông vui hơn. Bên này thì buồn quá.